Hello, mến chào quý chú anh chị cùng các bạn đam mê đồng hồ trên mọi miền tổ quốc nha. Hôm nay ngồi rảnh rỗi thế là lục ra mới tạp chí một uh, tất cả những cái tài liệu về những chiếc đồng hồ yêu mến để uh, tham khảo và tìm hiểu. À, quý gì ha, rất là nhiều nhiều. ở mình uh, mình, <laughs> mình chưa tầm nhiều sách lắm quý chú chị bạn mình. À, đọc để biết thôi quý về mình ha. Đó những dòng bảo chắc Philip, những dòng đồng hồ hiếm, à, những tạp chí về Rolex. À, Đích, ha quý vị chí về à, sẵn tiện đây là cũng cảm ơn anh Phương quận Nhất mà anh, anh ủng hộ mình cái nhận tiền tỷ cũng tặng mình một cái tạp chí về đất và cảm ơn chú Tư à, cũng tặng mình một cuốn tạp chí à, nói về một à, thế giới đồng hồ người dẫn đầu ha. Thì hôm nay thì à, mình đang nghiên cứu một sâu một tí về Rolex cũng phải là sâu xa gì và đang tìm hiểu hôm nay thấy à, à, một chiếc đồng hồ thể thao đẹp quý vị chiếc Daytona đẹp quá. Một cái uh, kiểu dáng đồng hồ mà nó mang hơi hướng thể thao tuyệt vời với cô chú chị bạn mình. Một chiếc Daytona nghe cái tên của nó nghe thấy đã không à, kiểu dáng thể thao à, đại diện cho Daytona không phải là tên của một chiếc đồng hồ đơn thuần nó sinh ra là là, là tên Daytona với quý vị ha. Rolex lấy cái tên đặt cho một cái thương hiệu thể thao của mình là <laughs> dựa theo một cái đường đua tại bang Florida của Mỹ, một đường đua mang tên Daytona, một đường đua bờ biển. Một đường đua thể thức một mà khi mới được khởi đầu thành lập thì cái này không phải là một đường đua chuyên nghiệp. Nó chỉ là một đường đua mang tính là dư thôi, vòng quanh bờ biển Florida. Và sau này thì phát triển thêm nó mới, 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 mới tạo thành một đường đua F1 mà à, bây giờ người ta gọi là đường đua tốc độ và lớn nhất thế giới. Và Rolex cũng không nằm ngoài những cái xu hướng của con người phải không ạ à? cũng chế tạo một chiếc đồng hồ phục vụ cho đường đua đó và mang một cái tên của đường đua luôn gọi là Rolex Daytona ha tài liệu nó ghi rất là rõ với rồi và tất cả những mẫu Daytona của Rolex ra bản dây da bản đờ mi bản vàng khối chúng ta nhìn thật sự là cuốn hút với với bạn mình cuốn hút không thể nào mà chịu nổi luôn ha rất là đã nè nó mặt thiên thạch mặt xà cừ mặt trơn mặt xoàn à, đường đua mang mang biểu tượng của rất 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 quá trời ha màu xanh lá với cái vương miện tràn ngập khắp mọi nơi ha quý chú bạn mình ha tuyệt vời luôn nó thật sự là tuyệt vời không ạ khi chúng ta lập từng trang chúng ta nghiên cứu thì nếu mà có cơ hội ha, quý chú bạn nghiên cứu thật sự là thấy đẳng cấp chứ không phải là cái khơi mà cái hãng của người ta một cái đồng hồ của người ta mà nó mang cái tầm cỡ thế giới quý chú bạn mình ha đó những cái cuốn sách sưu tầm <laughs> nhưng mà Nói đi thì nó lại như thế nào hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý cô chú ý, như bạn mình một phiên rất là đặc biệt một phiên đồng hồ nói về Rolex đây tôi nè à. nhưng mà trước tiên cũng mời quý cô chú ý, bạn một bình trà dù là tối rồi mình uống trà mà còn ngủ được với như bạn mình ha mình mình dạo này không có suy nghĩ nhiều mấy năm nay rồi hầu như là gần 10 năm luôn mình không suy nghĩ nhiều chẳng bao giờ biết trong bóp mình có bao nhiêu tiền cả mình chỉ biết là à, mình làm sao cho cuộc sống mình tốt hơn và mình không bao giờ sai bậy là mình thấy mình yên tâm và mình ngủ ngon rồi, hôm nay tại sao giới thiệu quý cô chú với bạn một phiên đặc biệt, đặc biệt ở chỗ là giới thiệu về rất Daytona thì nó bình thường đúng không ạ? Mình rất là nhiều Daytona giới thiệu với quý chú với bạn rồi, nhưng hôm nay đặc biệt mình sưu tầm và gom về đây giới thiệu với quý của chú với bạn ha. Đó, chào quý chú bạn xem nha. Nào, chúng ta cùng xem nào đây. Kê lên một tí cho nó cao cao nữa không ạ? Thấp quá quý cô chú bạn không thấy. Đây. Hôm nay sẽ giới thiệu đến quý cô chú với bạn mình bốn chiếc Rolex Daytona À, một chiếc vàng hồng, một chiếc vàng vàng, một chiếc vàng trắng và một chiếc đờ mi. Thế là chúng ta có đủ hết tất cả những cái chất liệu ở rose mà ạ. Chỉ còn thiếu một chiếc inox thôi và một chiếc Latin Chiếc inox thì mình thật sự là mình cũng không khoái lắm. <laughs> mình nói thiệt với chứ và mình nghe không biết sao chứ mình khoái lắm. Mình thích đờ mi nhiều hơn lại inox. Inox cũng có nhiều cái phiên bản thật sự là thích nhưng mà cho dòng Daytona mình lại không thích. Nữa inox lắm không biết tại sao có thể nhiều khi là sở thích của từng người hay như thế nào mình không hiểu không quý như bạn mình ha nhưng mà thật sự mình, thích đầm mi hơn hoặc là vàng khối thì hôm nay may mắn mình sẽ hữu được tới 4 chiếc đồng hồ đây đồ tô này đó quý vị bạn mình ha bốn chiếc đồng hồ đây tô này một chiếc đầm mi một chiếc vàng trắng một chiếc vàng vàng một chiếc vàng hồng thì hôm nay sẽ giới thiệu đến quý chú bạn mình để xem coi trong tất cả phiên bản này thì cái gì nó đặc biệt và cái gì nó đẳng cấp cái gì chúng ta Đáng sưu tầm thấy không ạ à? Nói về Daytona chắc là nói dài lắm. Cái lịch sử của nó dài lắm quý vị và mình ha. Thì hiện tại thì ở đây tất cả mình có là chiếc 116 à 515 ha, à, 116515 vàng hồng, 116519 vàng trắng, 116518 vàng vàng và 16 116503 ha à, quý vị ha. À? à 503 là đời mi vàng vàng. À thì ở đây chúng ta có tất cả là bốn phiên bản thì hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu đến quý vị với bạn mình từng phiên bản một ha đầu tiên ngày hôm nay phiên bản này là mình ưng nhất à, và cũng là đặc biệt nhất ngày hôm nay ha giới thiệu đến quý vị với bạn mình trước ha một chiếc Rolex Daytona phiên bản 116518 vàng vàng 18k nguyên khối bản dây da size 40 Hôm nay sẽ mở cái máy cho quý quý và mình xem cái máy của Daytona như thế nào luôn ha. Mình phải phải mở ra sẽ coi luôn chứ bây giờ giới thiệu thì cũng nhiều rồi phải không ạ? Nhưng mà chúng ta phải xem máy như thế nào để mình sẽ bỏ bớt ở đây đi ha, bỏ bớt cho nó thấp xuống tí cũng được. Quay cái này cận cảnh lại tí này đó. Chúng ta mới thấy được cái đồng hồ nó đẹp cỡ nào ha quý quý và mình ha. Chứ ấy quá thì cũng đâu có thấy được. Đây. Khi mở cái nắp đáy Daytona ra chúng ta có một cái đắp đáy rất là dày và nặng về. Chị đầu chó hay quý vị về mình ha đây chúng ta xem này đó cái đấy của nó đề là 2118 nha mã số đấy là 2118 đầu chó cám cân và hàm lượng vàng 750 đó rất là dày là đẹp phải không ạ mình sẽ thả cho quý vị xem nghe tiếng của nó nha thấy chưa nghe đã không một cái khóa vàng dây da và máy của nó đây đây mình sẽ cố gắng cho quý vị và mình chim gửi nha máy đây tô nè đẳng cấp chưa đó một cỗ máy tuyệt vời ha 116 518 vàng vàng à, đúc 18k nguyên khối ha quý vị vậy ha đây tuyệt vời chưa của máy Daytona với dây tóc Cobo à, chống rung chống sốc chống rung chống sốc ha quý vị mà mình ha chữ có 70 giờ nhà Daytona tuyệt vời luôn để mình coi lên đó 44 chân kính nhau bà nha quý chú bạn nha tới 44 chân kính cho là hoạt động cực kỳ mượt mà luôn ha 44 chân kính là thì chiếc này máy móc như vậy rồi vỏ nó vàng vàng như vậy rồi thì đặc biệt ở chỗ nào mà lại giới thiệu đầu tiên à cho quý chú chị xem điều rất là đặc biệt chúng ta nghe đến là cái mặt thiên thạch phải không ạ đúng không mặt sắc cừ mặt vi tính mặt xoàn thế thì chúng ta thấy mặt xà cừ vi tính rồi đúng không ạ và chúng ta hôm nay chúng ta sẽ thấy mặt vi mặt xà cừ thiên thạch thiên thạch xà cừ một cái chất liệu trên đô vô cùng đặc biệt của dòng Daytona quý vị mà xem phải không ạ đây hôm nay mình giới thiệu đến quý vị và mình xem một chiếc Daytona 116518 với mặt số sàn thiên thạch xà cừ siêu đẹp một chất liệu mà hiếm mà chỉ Rolex kết hợp mới cho ra được bộ mặt số thiên thạch xà cừ tím siêu đẹp như thế này quý vị mình ha đó, chúng ta cùng chiêm ngưỡng nha đây chiếc này thì để mình xem series xem nó sản xuất năm nào chiếc này series M sản xuất khoảng 2007 2008 nha quý vị mình nha đó, tuyệt vời chưa đẳng cấp tuyệt vời luôn đó, size 40 nha quý vị mình nha lên tay là không có gì để chê luôn chôn nó đáp chôn thì bộ phận chôn của nó thì khi chúng ta à, muốn mở chúng ta phải vặn cổ chai nha vì tất cả nó đều là chống nước nó sản xuất theo phiên bản đường đua cho nên nó vòng phút của nó chỉ có 30 30 phút thôi nha quý vị mình nha 30 phút ở đây là một cái kim dây thường còn ở trên này là kim dây của chôn ráp thường thường thì uh, Daytona này người ta phiên bản Daytona này nó sử dụng hai ổ cốt lớn cho nên là cái độ chữ cốt của nó với là cái độ nạp cốt của nó hơi lâu nên quý cô chú chị bạn cái kinh nghiệm của mình chơi là khi chúng ta để lâu ngày không đeo Chúng ta muốn cho nó hoạt động chân chu chúng ta lấy ra Chúng ta cần mở ra và lên dưới cốc phụ cho nó vài vòng Ví dụ như chúng ta mở ra như thế này ha. Mở ra và chúng ta vặn cái này cho nó bung ra nè Bung cái núm này ra như thế này ha quý chú chị bà. ha Đó. Cứ để như thế này và chúng ta vặn lên Vặn lên góc 12 giờ Chúng ta vặn cho nó khoảng chừng 50 vòng gì đó cho hai cái ổ cót nó nạp tức là khởi động chứ vì thật sự mà khi mà chúng ta chúng ta để và chúng ta đeo luôn chúng ta bấm chuông tôi đáp liền nó sẽ không đủ khả năng cót để chạy chưa đáp và nó sẽ đứng quý chưa và mình ha đó. mặc dù rằng nó là một chiếc đồng hồ thể thao sản xuất ra để chạy vòng chôn nó đáp nhưng mà vòng chôn nó đáp chỉ có 30 phút thôi cho nên là khi hết 30 phút là nhiều khi đó chúng ta không đủ nạp cót vô nó không đủ cót để nó nạp là nó sẽ đứng ha quý vị và mình ha và khi chúng ta muốn bấm cho nó dừng lại chúng ta phải phải, phải vặn nút ra chúng ta bấm dừng à chúng ta phải bấm trả về rồi và khi chúng ta bấm trả về rồi chúng ta phải vặn cái nút này lại nha và cái núm này lại vặn lại cho nó kính nước nó không có vào nước nữa quý vị nha là chúng ta sẽ có một cái đồng hồ để về góc 12 giờ như thế này rất là đẹp phải không ạ à? à, tuyệt vời chưa Daytona 116518 một một sáu giới thiệu với Daytona rồi mấy con Sky này hôm nay cái thấy <laughs> bỏ qua <một> bên luôn <laughs> nhiều khi không thể nào nói được ha quý vị ha tình yêu nhưng mà à, thấy cái nào đẹp hơn cái là mê hơn phải không ạ à? đó mình lên tay cho quý chứ và mình xem phải không tay mình là tương đương với những người mà khoảng tầm 80 kg mình khoảng chứ 75 kg thôi nhưng mà cái tay mình nó bự vì tay mình tay nông dân à, cầm cày cầm cuốc nó quen rồi nó bự quen rồi quý chứ và mình đó đẹp phải không ạ đó đó cho quý chứ mình xem ha đó chúng ta nếu mà chúng ta đi à, à, giao tiếp đi du lịch đi hội nghị đi tiệc tùng đi cái gì đeo con này thì thôi nói thẳng là sát được một vùng trời ha mình đứng cho quý vị mình xem nè đó đẹp chưa thấy không ạ à? rất là tuyệt vời không ạ à? chúng ta có một chiếc đồng hồ thiên thạch xà cừ thiên thạch xà cừ xà cừ tím thiên thạch chất liệu vàng vàng tuyệt vời chiếc này hôm nay mình giao lưu với quý vị và các bạn với giá là 838 triệu tình trạng là chỉ còn mỗi đồng hồ thôi nha quý vị nha rất hiếm gặp trên thị hiện tại nói thật quý vị và mình mình hiện tại sở hữu khoảng chừng 5-6 chiếc Rolex rất là hiếm nha một chiếc mặt hổ da hổ đó hôm bữa mình à, ngừa vàng đó à, hôm bữa mình có giới thiệu rồi một chiếc ngọc lục bảo một chiếc thiên thạch thiên thạch mà tay dinh học dinh và phiên bản nữa là một chiếc Rolex này bốn chiếc cực kỳ hiếm nha quý vị mọi nha nó, nó nói là hiếm không phải là hiếm lắm cũng không phải là không có nhưng mà tìm là cũng phải đỏ con mắt mình hiện tại sở hữu được bốn chiếc như thế quý vị và mình ha Daytona thì rất là nhiều phải không ạ à? Đây, na mà thiên thạch xà cừ thì chắc mình nghĩ không có bao nhiêu đâu quý vị bạn này không ạ à? thiên thạch xà cừ à... mình à, sở hữu được bốn chiếc như thế cho nên là à, giao lưu chia sẻ à, niềm đam mê đến quý cô chú vị bạn ha đó một chiếc bốn à, 1894 48 ha quý chị ha. Đó một chiếc xe à, 39 đó, mặt số xanh ngầu lục bảo nè. À, một chiếc à, một, à, một một tám hai tám năm đó chứ không nọ mình vừa giới thiệu cái 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 người vàng nó quý chị điền ba ghét vuông diên đó còn nó cũng rất là hiếm dây da thì nhiều chứ cả dây vàng khối lại rất là hiếm rồi một con à, à một một tám ba tám tám mặt thiên thạch à, tay niên viên niên hộp diên à, còn nó cũng rất là hiếm gặp à, quý chú với bạn nào có ngại uống giao lưu thì cứ liên hệ mình số điện thoại của mình là 0779 613 sáu ha nhà riêng của mình là 96 trên 12 4 Thạch Lam của thành phố Hồ Chí Minh dạo này mình đi làm hồ nhiều quá thế là người nó đen thui tóc tai bờm sờm chưa kịp cắt nữa <laughs> đi làm hồ nhiều quá vui vui như hàng mình đi làm hồ nuôi niềm đam mê đồng hồ <laughs> rồi chiếc thứ hai ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến quý cô chú và bạn mình là một chiếc đồng hồ Rolex Daytona nữa hôm nay nói về Daytona mà phải không ạ à? một chiếc Daytona 116 519 Đúng không ạ. À 116 519, 116518, 116515, 116519 phải không ạ? À, một chiếc Daytona cũng size 40, chất liệu dây nguyên khối vàng trắng, khóa cũng vàng trắng luôn để mình xem con này sản xuất năm bao nhiêu. À con này là cái vành của nó chưa chạy chữ thì mình mình phải muốn xác định sản, sản xuất của nó năm bao nhiêu thì chúng ta cần phải mở cái đầu bắt dây này ra và chúng ta phải coi ở đây à, seri y series y thì nó sản xuất khoảng năm 2002 nghìn lẻ hai bạn nha 2002 nghìn à. lẻ để mình gắn cho nó vô khớp nó không vô khớp là đeo nó rớt ra là phiền CDI sản xuất 2002, cũng size 40, cũng máy 4130, chữ cốt 70 tiếng, nhà Daytona, khóa vàng khối ha, dây da, kính sapphire, mặt số sàn đen, rất đẹp. À, máy móc hay công dụng thì giống như chiếc kia, không có gì để mà bàn cãi hả, chỉ là chúng ta xem xem nó có đẹp và hợp nhãn hay không thôi ha. Hôm nay chiếc này giá cũng cực kỳ mềm mại luôn, quý vị và mình nha, cực kỳ mềm mại luôn nè, à, quý vị và mình xem nè, tuyệt vời chưa. Đó. Một chiếc Daytona 116519. Tuyệt vời ha quý vị mình ha. Đó. Đẹp chưa? Nếu mà quý vị bạn mình nào yêu cái đơn giản à yêu đơn giản à thích cái màu của sự sưu tầm thì con này chắc mình nghĩ là cũng đáng chơi và đáng sưu tầm nha. Đó, tuyệt vời chưa? À. Câu này thì long lanh quá rồi phải không ạ? À? Long lanh quá rồi. Chiếc Daytona vàng trắng này, mặt số sàn lớn này, mình giao lưu với lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn giá cực kỳ yêu thương luôn nha. 638 triệu ha. 638 triệu cho em Rolex Daytona 116510 519 ha. Đó. À, 518 là vàng vàng, 519 là là vàng trắng ha quý vị ha. Đó, tuyệt vời chưa? À, chúng ta. Nếu mà mặc áo sơ mi rất là đẹp mình đi dân bù đời đó. <laughs> à, nếu mà áo sơ mi chúng ta cảm thấy rất là đẹp nha nếu như mình phải không ạ à? rồi tiếp tục nữa sẽ giới thiệu đến với bạn một chiếc rất daytona một một sáu năm con này là C đi loạt đắt rất là cao rồi đời sản xuất còn hai hai cho tới hai nghìn À, 17, 18, 19 gì đó ha, à, ha. À, quý vị mình ha Thì chiếc này là vàng hồng nguyên khối à, Dây da khóa zin à, khóa nó lớn hơn những cái đời sau này nó khóa vuông rồi lớn hơn những cái đời sau này quý vị ha đời trước à, thì cái khóa của nó à, không có to bằng để nó tròn tròn ngày khóa nó vuông rồi à, cũng sai 40 nhưng mà niền nó là niền ceramic nha quý vị mà nha niền ceramic mặt nâu sô cô la cọc ruby à, rất là đẹp phải không cọc số ruby rất là đẹp tuyệt vời kính sapphire cho nó à, chúng ta thấy này phải không ạ vẫn xài máy 4130 Mà vẫn những cái công nghệ đó nhưng chúng ta có chất liệu khác và năm sản xuất nó khác đi thôi à, tuyệt vời chứ quý chị bạn mình à, chiếc Rolex Daytona này mình giao lưu với lại quý chú chị bạn mình với giá là 738 triệu ha 738 triệu Daytona 116515 nha quý chú bạn mình nha 116515 này chúng ta có phiên bản Daytona đẳng cấp vàng hồng tuyệt vời luôn phải không ạ à, mỗi chiếc có một cái vẻ đẹp riêng ha quý chị bà mình ha và để tập hợp <laughs> mà để tập hợp được tất cả những chiếc đồng hồ như thế này về đây thì chắc em mình nghĩ nếu quý chị bà mình chắc hiểu biết chắc cũng không phải đơn giản thôi mà ạ đây để giới thiệu một cái clip nha cho quý chú như bạn mình chiêm ngưỡng và cuối cùng sẽ giới thiệu đến quý chú bạn mình là một chiếc Rolex Daytona 116503 ha 116503 siêu đẹp luôn đờ mi vàng vàng mặt số xà cười xoàng niền kim cương thiên nhiên option size 40 rất đẹp quý vị mình, mình ha à, cũng xài máy 4130 con này để mình coi con này cũng sẽ đi loạt đét rất là cao từ 2012 đổi về đây nha quý mình nha lên tay một con đờ mi chúng ta nhìn thấy cực kỳ đẹp luôn phải không ạ đó nhìn nó rất là mạnh mẽ dù rằng vàng khối nhìn nó ok nhưng mà thật sự nhiều khi đờ mi mình nhìn nó rất là mạnh mẽ với chú và bọn mình nhìn cái con đờ mi nó vẫn có một cái gì đó à, rất là cuốn hút ha rất là cuốn hút như ví dụ bạn nha à, đẹp tuyệt vời chưa chiếc uh, Daytona đờ mi này với mặt số xà cừ niềm kim cương thiên nhiên option à, hai hàng xoàn rất đẹp quý vị mình nha hai hàng xoàn rất đẹp à, tình trạng là duyên nguyên bản hết chỉ có cái niềm kim cương thiên nhiên là option thêm thôi option thêm thì nó đẹp vì nó mặt xà cừ mà sáng cực kỳ nên chúng ta cũng cần phải cho sáng phải không ạ đây à, tuyệt vời chú ý mọi người chiếc này mình giao lưu với lại quý chú chị bằng với giá là 468 triệu nha giá rất là mềm giá rất là mềm hiện tại cho cái con này mặc xà cừ mà giá này mình nghĩ cực kỳ hợp lý luôn quý ông chú mình cực kỳ hợp lý cho một cái đồng hồ 468 triệu này nha hợp lý cực kỳ luôn á hợp lý nha quý vị mọi người nha đó tuyệt vời luôn tuyệt vời luôn 468 triệu chúng ta có một em Rolex Daytona mặt số xà cừ niềng kim cư thiên nhiên option đó, cái niền này không là cũng gần phải gần 50 triệu rồi quý chứ còn nha phải từ 45 tới 50 triệu cái, cái niềng này chứ không có rẻ đâu đó, đẹp chưa tuyệt vời luôn ha đó hôm nay thì giới thiệu đến quý chú với bạn mình là à bốn chiếc Daytona thôi à, chiếc này chiếc Sky uh, Sky uh, Diwiler, Sky thì chiếc này là 688 triệu thì mình có hẹn rồi, không biết ngày mai anh có lấy không? nhiều khi qua thấy Daytona đẹp quá thế là lấy Daytona là trừ em nó lại nữa. À, một lần nữa mến chúc quý chú, quý, quý bạn một buổi tối an lành, vui vẻ và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ha. À, nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ mình nha. Thực sự là cố gắng lắm mới đưa được bốn em này về để giới thiệu với quý, quý, quý bạn mình một cái clip. <laughs> Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý chú, quý bạn một ngày mai thức dậy thành công đại thành công ha rồi xin chào hẹn gặp lại bye bye